chung lối, thương yêu rồi biến gửi về mô, kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa bụi ngùi hai đứa như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới họp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bộ. Đi về nhanh lên. Thương, nhỏ thương à. Trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nội Việt Trung. Cảm ơn. Thank you.
trường. Đời học sinh với nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buồn dài. Lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời. Thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui sẽ xưa mãi trường thân mến. Và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba. Và đó chính là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Mượn một ca khúc viết lên tâm sự.
ngậm ngùi đành câm nín mà thôi. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến ngày xưa. Ngày qua
bước đi cạn lời giây phút ly bôi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa bụi ngùi bốn mắt như nhau mãi mãi. Thương yêu rồi nỡ đành biết nhau để nhung nhớ muôn vàn ngày sau. Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời vẫn buồn theo tháng ngày trôi. Nụ cười khô héo trên môi, mỗi lần thấy phương nở tim sao xuyên. Bạn bè buồn này đành cầm nên. Rồi đây có những khi buồn não lòng, cô nhân biển biệt có nhớ nhau không. Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, dương làm giống lại đời ta. Dù ngắn cách nhau hoài ngày chân đi lòng nuôi tiếc ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, khép tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biết ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tím. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn, để lại chuyện buồn vui. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn, để lại chuyện buồn vui. Không
đầu vì ai. Màu mắt thơ ngây, tóc xõa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Tên xuân xin ước hẹn ngày tên vui say xưa mãi trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Mãi trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong. Trốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua.
đi qua những con đường quen. Còn nhớ tên tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa. Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Ngày mai đây hay tình là thế. Và khi ấy còn nhận ra nhau nữa. Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười. Bắt đầu từ đó ra đi chân mới hai ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát anh chẳng theo về. Nơi nào mái ấm những bạn bè thân. Ôi mênh mông quá biết đâu quê nhà. Câu chuyện xưa ấy từng chừng ta quên. Cho tôi bao câu ca tuyệt vời. Người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời người ban cho tình thân khó phai. Buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I. Để đêm ta hát cho vơi sầu đau. Và ta sẽ nhớ nhau trong đời. Dẫu xa nhau muôn trùng. Tình bạn thân thiết không bao giờ. Sẽ không phải trong cuộc đời. Hai chúng ta nhau giữ ngâm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hò hẹn mãi sao thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Hoa yêu thương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn.
thương vẫn còn. Người thương rơi được về nhà càng vui hơn, ta hãy đóng cho thật tràn chén tình đậm đà ấm mến. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Còn rung động mùi thơm rơm đường cả nhà.
biết nhau năm nào rắt đôi bờ nhai. Chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau. Lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu. Đò ai không mến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành như một con đò thủy chung. Gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy thì bán kết chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí là sự xuất hiện của hai cặp đôi tranh tài Tấn Bảo Thái Hà, Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, thương như
con lúc nào hát y như là mở đĩa vậy đó. Giữa hai con phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Tài đúng mà không đợi tuổi. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Cặp đôi nào sẽ phải dừng chân trong tiếc nuối? Trước tiên hãy cùng chào đón các cặp đôi đêm nay. Vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người giữa chinh phủ, ngồi mỏi mòn đợi chờ chính phủ. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn, tiếng Việt còn trong mỗi người. Người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào. Hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau, tiếng Việt còn trong mọi người. Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời. Lời quê hương ấy lời sắc son. Họ tin người về quê hương mang cánh đồng hẹn hò người thương. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng giữa mãi vọng ngàn sau. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí.
Phần trình diễn mở màn vừa rồi trong đêm thi tối ngày hôm nay đó chính là ca khúc Thương Ca Tiếng Việt, với sự xuất hiện của hai cặp đôi rất là cá tính và giọng ca thì rất ngọt ngào và trữ tình, Tấn Bảo, Thái Hà, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và Minh Xù tin là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ còn nhiều tiết mục hấp dẫn hơn nữa. Minh Xù hứa ạ. Khán giả ơi, các bạn đã sẵn sàng đến với những nhân vật đặc biệt của chương trình là ban giám khảo chưa? Chắc chắn là ban giám khảo cũng đang rất là nóng lòng để gặp gỡ những thí sinh của chúng tôi, và đặc biệt hơn hết là ngồi ở phía dưới lắng nghe những phần trình diễn của các con. Bên cạnh đó phải rất là đau đầu. Đêm nay là đêm bán kết, ban giám khảo sẽ phải quyết định những con số dành cho những tiết mục trong đêm thi tối ngày hôm nay. Và nếu như hai đêm thi đấu, cặp đôi nào có điểm số thấp nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi ở đây. Nhưng không sao, Minh Xù tin chắc rằng việc dừng lại này chỉ là cuộc bắt đầu để các con có thể cống hiến nhiều hơn với những sân chơi mới. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ ban giám khảo của chương trình. Xin mời! Xin được giới thiệu ban giám khảo Hoa Nhật Nam, giám khảo Đoan Trang và giám khảo khách mời ca sĩ Yến Trang. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên Tây Bắc chơi, và cùng với Tấn Bảo và Thái Hà, cùng với hai ca khúc rất là hay, ngay bây giờ trên sân khấu xin được giới thiệu Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ và Nhà Em Ở Lưng Đồi. Xin mời! Những gì
mặt trời lặn sau vánh đuôi, trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy, trên con đường mòn núi cao bóng nàng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng chẳng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng người mơ xa. Quá dễ thương, một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Một màu sắc hoàn toàn đối lập với những cặp đôi khác. Tụi con nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, dễ chịu, đáng yêu. Hôm nay tụi con đã dẫn tất cả mọi người lên Tây Bắc chơi. Trời ơi, đẹp nha. Giọng ca thì rất là ngọt ngào nữa. Nhưng chú phải nói là tụi con gàn, hôm nay gàn. Có cái màn là tiến về cái lãnh địa bên kia. Qua bên kia xong rồi hả, coi như là thả thính nhẹ. Giọng anh hay quá đây. Giọng chị là rất hay, rất là xinh, kiểu vậy. Không biết là ban giám khảo có bị siêu lòng hay không với bài hát này của tụi con. Đầu tiên phải mời anh Nam trước à. Trời ơi, ai bày vậy trời. Quá trời có đất không. Hôm qua chạy chương trình đâu có đâu. Hôm giấu nay người ta giấu chiêu, người ta lên đó là thả thính. Hết chú Nam khen là chàng trai xinh rồi, giọng cô nàng hay rồi, cô kia áo đẹp, thả thính với lại Thảo Mai hết cả hội với này rồi. Gan dễ sợ. Sao chú? Sao cô Trang? Bây giờ phải hỏi chú trước nè, chú có bị dính thính không? Chú có dính nhẹ. Nguyên một vườn đào trên sân khấu hả? Cho nên là chắc chú dính rồi đó. Dính rồi phải không chú? Xuống như này chú bất ngờ quá, chú không phải. Chú không phải như này theo chứ không đâu. Tự nhiên cái mình phải làm theo đúng không chú? Đáng ra lúc đó là chú phải ngồi nghiêm như này luôn, cho mấy nhỏ tụt nước chơi. Nhưng mà dạy ác quá, dạy ác quá, mình phải hòa theo, mình nhí nhảnh. Qua bên này cô Trang cũng nhí nhảnh, rồi cô Yến Trang bên kia cổ cũng làm quá rợ đất luôn. Lần này gan ghê ha. Tại vì cô Yến Trang biết sao không? Hai bạn này là chuyên môn hát bài hát trữ tình nhẹ nhàng. Đó cho nên nó là hát hơi âm hưởng dân ca, thường thì cũng hơi là an toàn, nhút nhát. Nhưng mà ngày hôm nay là không ngờ là tiến thẳng xuống đây và tấn công tụi tôi, giao lưu rồi xong rồi kêu khán giả vỗ tay theo cả phim trường, là coi như là vỡ òa với lại hai cái chàng trai này, mặc đồ cũng đẹp nữa. Được một cái là tụi con lúc nào hát cũng y như là mở đĩa vậy đó. Cô Yến Trang phải hỏi chị ơi, trời ơi thiệt luôn, hát live với hả chị? Còn cái bạn chị, cái bạn nhỏ nhỏ tên gì vậy chị? Đó, cái thiệt thòi của bạn Tấn Bảo là tại vì lớn hơn thôi, cho nên là giống như mọi người nghĩ là lớn hơn là chắc chắn là phải hay rồi. Dạ. Cho nên cái bạn nhỏ hơn mà hay là người ta ấn tượng hơn. Chứ thật ra con cũng rất là hay, con hát đâu ra đó thật sự, mà tụi con kết hợp với nhau ở trong đây. Chứ còn cô biết là tách riêng ra trên YouTube là hai bạn này là quá trời view người xem luôn, là nhiều fan lắm. Chắc là cô Yến Trang cũng có điều muốn chia sẻ đó. Mời cô Yến Trang ạ. Ca khúc này rất là khó xử lý. Cái sự luyến lấy nó cần phải rất là nhiều, mà hai bạn hát những cái dấu luyến cho ơi nó ngọt. Mà gọi là Trang cảm thấy giống như hồi nãy chị Trang có nói với em là chỗ giống như là mở đĩa hát vậy đó. Nhưng mà riêng bạn lớn hơn là bạn Tấn Bảo, Tấn Bảo. Thì tại vì mình lớn cho nên là cái sự xử lý của bạn nó sẽ có một cái cách là khiến cho chúng ta cảm thấy là nó chững chạc hơn. Riêng bạn Thái Hà thì hát rất là tự nhiên, hát theo một cái gọi là cái sở trường, Trang nghĩ là chắc trong máu của con luôn rồi phú, đúng không? Trời phú đúng rồi, bạn hát đưa đẩy rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hai con diễn rất là ăn ý, không có cảm thấy là ai lấn át ai hết. Và đặc biệt hơn hết là ở cái việc diễn xuất á, và cái trang phục, cô Trang cảm thấy là nó rất là phù hợp với lại cái cá tính âm nhạc của hai con. Cô nghĩ là nếu như mà lựa chọn cái con đường âm nhạc cho cái tương lai của mình thì những cái hướng âm nhạc nó mang hơi hướng một tí xíu, có những cái đạo cụ dân tộc hoặc là những cái bài hát dân tộc rất là phù hợp với hai con. Dạ, cảm ơn cô Yến Trang rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều dành cho tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục cuối cùng, với đêm thi bán kết dành cho 4 cặp đôi vàng nhí. Và chắc chắn rồi, không ai khác, đó chính là sự xuất hiện của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với liên khúc về thủ đô Hà Nội, ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa và tóc gió thổi bay. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi.
chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa phơi vợi dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi tuổi thơ xưa đã qua người xưa xa cách xa còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng tóc xóa thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ tháng ngày bên vừa tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi tình em như gió gào tình em như sóng xô giặt trôi đến bên bờ có người mong nhớ xa nhau đó hoa dừa vẫn cài trên mái tóc tóc gió thôi bay những chiều mưa mùa này chiều không buông nắng vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô con cóc liêu xiêu một câu thơ hồ tây tim mơ Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai hơi ấm chào em thương ơi thương như còn đây Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa cái xét đồ đông gần em bay hiu hiu gió lạnh thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều không buông nắng vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô con cóc liêu xiêu một câu thơ hồ tây tim mơ Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai với ấm trao em tuổi thơ ngây thương như còn đây chiều không buông nắng vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô quan cóc liêu xiêu một câu thơ hồ tây tim mơ Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ hơi ấm trao em tuổi thơ
những người thương. Và một tràng hoa tay lớn thật lớn cho Đức Vịnh và Quyên Anh. Thật sự là chú thán phục tụi con đó. Tụi con đã làm một cái điều mà bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa trong nhận xét của mình. Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Chú nghi hai đứa hát nhép quá. Dạ cái này không thể nào hát nhép được. Chú Hoàng Nhật Nam ơi, không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện, trong gương mặt như vậy. Hai đứa con quá thông minh. Trang là người bàng hoàng nhất. Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình, mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em mà còn đang đi học. Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài đúng không đợi tuổi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý mà tôi nói trời ơi cái gì vậy. Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát khủng khiếp quá. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Bởi vì trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân để mà lúc to lúc nhỏ rồi có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế thì là phải có những cái người nghệ sĩ, người ta đã chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi, người ta mới có thể xử lý như vậy. Trang có đồng tình không, là cái này là phải có thêm thái độ hát. Thái độ, đúng rồi, thái độ hát. Gọi là thái độ hát. Chính xác, phải là những người người ta đã từng trải, yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế. Trời ơi, dễ sợ quá, bái phục các con. Ghê quá, trời ơi, tôi nổi da gà, không nói được lời nào luôn. Không nói được lời nào luôn. Phải nói lời. Không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy. Thật 11, sự 12 tuổi hát đó. Trời ơi, 11, 12 tuổi hả? Ghê chưa? Nói chung là quý vị ơi, một tràng pháo tay to hơn. Dễ sợ quá, tôi nổi da gà nãy giờ. Thế không biết chú Hoàng Nhật Nam, đầu tiên chú phải khen Đức Vĩnh trước. Bởi vì sao? Đức Vĩnh hôm nay rất là đàn ông, rất là ga lăng trên sân khấu. Bởi vì sao? Con có cái kinh nghiệm, con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh, và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn. Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu hoặc là cái cảm xúc. Cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc. Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi. Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh đó, những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào, xong sau đó rồi lại ngưng bặt hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa. Đó, tất cả những đoạn đó nghe rất là đã luôn. Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngây cũng hạ gục chú. Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó, cho nó lạ lẫm lên đó. Tình em đó hôm lặng lẽ thơ ngây bên vừa. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Thì hát cái chữ đó rất là khó, chú nghĩ vậy. Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và hay. Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp. Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ. Nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư. Nhưng mà tụi con đã thể hiện một cái cung bậc, đó là một cái nỗi nhớ ngút ngàn khắc khoải về Hà Nội hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm. Đó thì chính cái bản phối, cái cách hòa bè của các con, cách dựng bài, nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Thì rất là mừng với cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Còn cô Đoan Trang, với cái nhạc cảm của các con thì cô muốn chia sẻ điều gì ạ? Cô quá bất ngờ luôn. Bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua mỗi tuần. Tụi con xử lý bài hát hay quá. Tóc gió thôi bay với lại Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hai bài ruột của cô. Phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát. Tụi con hiểu được, tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời. Cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả. Đến vòng này thì các con cùng với ekip phải chơi cho tới bến.
đúng không ạ? À? Để làm gì để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất? Chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con. Nhưng chưa biết kết quả ra sao. Ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Cảm ơn tụi con. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 4 tiết mục rất là xuất sắc đến từ 4 cặp đôi vàng nhĩ trong tập thi đấu bán kết. Và để xem ban giám khảo của chúng tôi đau đầu ra làm sao để cho những số điểm tương thích với những gì mà các con đã cố gắng trong những tập thi đấu vừa qua. Và để xem tuần này cặp đôi nào sẽ phải dừng lại với chương trình cặp đôi vàng nhĩ. Hãy cùng với chúng tôi nghỉ giây lãnh phúc, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nhé. Trong phần 1 đêm thi bán kết, cặp đôi Văn Minh Ngọc Dầu đã làm cả khán phòng bùng cháy với giai điệu rock mạnh mẽ. Sâu lắng và da diết bởi giọng ca của các viên Phương Di. Và đêm nay là sự vui tươi dí dỏm của cặp đôi Tấn Bảo Thái Hà. Nhưng vô cùng lắng động và bồi hồi với tiết mục của cặp đôi Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Đêm nào lạnh đôi vai với em, chào em tuổi thơ ngây. Thương như còn đây hơn. Mỗi cặp đôi đều mang một màu sắc khác biệt. Trước khi đến với phần công bố kết quả quan trọng nhất đêm nay, hãy cùng chào đón sự trở lại của giám khảo Long Nhật. Bởi vì trên tay của Minh Sù đã có kết quả của đêm thi bán kết. Hai tuần thi, bốn cặp thí sinh đã có rất nhiều những tiết mục để chinh phục ban giám khảo. Và Minh Sù tin ở đâu đó trong trái tim của tất cả quý vị khán giả cũng đã có hình ảnh của các con rồi, đúng không ạ? À? Và tối đêm nay chúng ta vẫn phải đến với khoảnh khắc loại trừ. Luật của vòng bán kết, chúng ta sẽ tổng kết hai số điểm của hai đêm thi. Cặp thi đấu nào có điểm số thấp nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi ở đây. Và trước khi đến với công bố kết quả, xin mời tất cả quý vị khán giả tại phim trường chúng ta dành một tràng hô tay để chào đón sự quay trở lại của bốn cặp đôi. Xin mời. Xin được giới thiệu Văn Minh Ngọc Dầu, Tấn Bảo Thái Hà, Phương Nhi Cát Viên và Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Tối đêm nay cho dù kết quả có như thế nào thì tụi con vẫn sẽ phải để tay lên lòng ngực trái của mình và thực hiện tiếp tục đam mê. Nhưng trước khi đó, chú có một món quà dành tặng cho tụi con. Mỗi tuần chúng ta vẫn sẽ có giải thưởng ấn tượng nhất tuần dành cho một cặp đôi. Với sự quyết định của ban giám khảo, giải thưởng là 5 triệu đồng. Về cái đêm bán kết ngày hôm nay, 4 cặp thí sinh các con đều làm rất là ấn tượng. Mỗi cặp thí sinh, mỗi tiết mục là một màu sắc khác nhau, cho nên rất là khó khăn cho ban giám khảo. Cái mà cô cảm thấy vô cùng tự hào về các con là không cần phải dàn dựng quá nhiều mà các con vẫn rất là nổi bật, bởi vì cái nội lực, cái tài năng của các con bật ra. Đêm bán kết này mình vẫn chỉ có một giải thưởng là thí sinh ấn tượng trong đêm hôm nay thôi. Và cô cảm thấy rất là may mắn khi được đại diện chú Hoàng Nhật Nam và cô Yến Trang sẽ trao cái giải thưởng ấn tượng cho cặp đôi mà ngày hôm nay gây bất ngờ. Bất ngờ về phong cách, sự nổi bật, bất ngờ về giọng hát, xử lý. Xin được chúc mừng hai màu sắc âm nhạc ngày hôm nay, Văn Minh Ngọc Dầu và Đức Vĩnh Quỳnh Anh. Wow! Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có hai cặp, xin mời các con bước lên phía trước ạ. Xin được mời đại diện của ban giám khảo là giám khảo Đoan Trang và Yến Trang luôn ạ, lên sân khấu để trao thưởng cho các con.
Yeah. Một cái hót tay thật lớn dành cho Đức Vịnh Quỳnh Anh và Văn Minh Ngọc Dâu. Xin được cảm ơn giám khảo Đoan Trang và giám khảo Yến Trang. Mời hai chị quay trở lại vị trí ghế nóng của mình. Quý vị thân mến, niềm vui dường như được nhân đôi. Trong đêm thi tối ngày hôm nay, chúng ta có tới hai cặp đôi có tiết mục ấn tượng nhất tuần với giải thưởng là 5 triệu đồng. Và bây giờ chắc chắn sẽ là kết quả của đêm bán kết. Cặp đôi nào có điểm số thấp nhất với tổng số điểm thông qua hai vòng thi đấu, cặp đôi đó sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Đây là một sân chơi rất chuyên nghiệp dành cho các con. Cho nên những giây phút trên sân khấu sẽ là những thời gian mà chúng ta được thăng hoa, được là chính mình, sống với đam mê. Và Minh Dù xin được công bố cặp đôi đạt được số điểm cao nhất nhận được tấm vé bước vào vòng chung kết. Với tổng số điểm hai đêm thi 59,5 điểm, một số điểm gần như tuyệt đối. Xin được chúc mừng cho một cặp đôi có hai bạn nhỏ. Một trai một gái ạ. Tóc ngắn tóc dài ạ. Và xin được chúc mừng cho hai giọng ca rất nội lực và xử lý tinh tế, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Chúc mừng tụi con điểm số cao nhất trong thi bán kết, 59,5 điểm. Tiếp theo sẽ là cặp đôi có điểm số cao thứ nhì với tổng số điểm hai đêm thi là 59 điểm, cũng rất cao. Và cặp đôi may mắn tiếp theo bước vào trận đấu chung kết, xin được chúc mừng cho cặp đôi đứng bên trái em. À, hình như cả ba cặp. Dạ. Xin được chúc mừng đứng bên trái em. Dạ. Gần em nhất, Văn Minh và Ngọc Dâu. Yeah. Rất xứng đáng. Chúng ta còn lại hai cặp đôi. Cặp nào cũng hay, cặp nào cũng giỏi, cặp nào cũng xinh xắn hết trơn á. Tuần nào tụi con cũng đều rất cố gắng để trải qua những thử thách của chương trình này. Mặc dù là chương trình cho chủ đề là tự do thì mình có thể hát sở trường, đúng không ạ? Nhưng các con lại muốn hát những cái gì đó mới hơn để tụi con chinh phục bản thân mình trước. Và cặp đôi tiếp theo bước vào trận chung kết là các bạn nghĩ là cặp đôi nào ạ? Các bạn có thể nói lớn hơn được không ạ? Còn bên đây thì sao ạ? Dạ, hai bạn đó là một cặp ạ. Vâng, cảm ơn khán giả. Các bạn sẽ ủng hộ theo tiếng vỗ tay nhé. Ai mong muốn Tấn Bảo Thái Hà vào vòng trong? Ai mong muốn Phương Nhi và Cát Ly vào vòng trong? Ai mong muốn Yến Trang Minh Sù vào vòng trong? Có luôn hả? Nói đùa thế thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại. Luật thì vẫn là luật. Cặp đôi nào có điểm số thấp nhất chúng ta sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Và cặp đôi tiếp theo bước vào trận chung kết có tổng số điểm hai đêm thi là 58,5 điểm. Xin được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Thế nhưng quý vị khán giả thân mến, 58,5 điểm cũng là số điểm của Phương Nhi và Cát Viên. Cho nên ban tổ chức của chúng tôi đã quyết định không có cặp đôi nào bị loại cả. Yeah.
một cơ hội tiếp theo bước vào vòng chung kết. Vỗ tay thật lớn cho các con được không ạ? Quá tuyệt vời. Chúc mừng. Quý vị thân mến, một điều bất ngờ đã xảy ra trong đêm thi bán kết của chúng tôi với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Những giọt nước mắt đang rất vui mừng của các con với bốn cặp đôi rất xuất sắc trong đêm thi bán kết này. Chắc chắn tất cả quý vị khán giả cũng đồng tình với Minh Xu rằng là các con vô cùng xứng đáng để bước vào trận chung kết, đúng không ạ? À? Và một lần nữa xin được chúc mừng cho bốn cặp đôi vàng nhí. Xin được cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Cảm ơn giám khảo Yến Trang. Và cuối cùng xin được cảm ơn giám khảo đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và đặc biệt chúc mừng bốn cặp đôi vàng nhí bước vào trận chung kết nha. 1, 2, 3 yeah nha. 1, 2, 3 Đêm chung kết một tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí với những tiết mục đặc sắc hấp dẫn. Ơi đi xa bố đó, biết có nhớ lấy đường về. Tiếng tôi vang dừ núi, sao không ai trả lời. Bóng chàng chậm trùng vượt núi non cù với hành lương đồ đưa. Chiếc gùm gươm danh tương dưới ta uy. Hai con thực sự là chững chạc và có được cái bản lĩnh sân khấu rất rất là nhiều. Một cái tiết mục rất là tài năng, một cái phần trình diễn phải nói là tuyệt vời. Tất cả sẽ có trong đêm chung kết 1 tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Một ngày vui tươi ngọc tràn tiếng ca, một ngày bình minh tràn hòa khắp thế gian, một ngày với tóc gió ôi bơ hơi, một ngày riêng của tôi. Minsu ngồi cà phê nghe radio, cho tôi dần dần quên đi u sầu không đắn đo, và bờ môi khẽ hát vang lên câu ca, một ngày tôi biết yêu. Cha, come on. Nghe như lời ca thiết tha em đềm. Hey. Một chiều im nghe khóc hát, khen mơ màng. Một chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Come on. Ai chi mình nhẹ nhàng từ làn mây lướt gió em đềm. Ai chi dịu dàng đưa nụ hoa ngã cho bình minh. Mềm thật mềm và suôn. Một tràng hoa tay cho ca sĩ Đoan Trang. Dường như ai đó đang nói về gió cuốn tóc thề, dường như trong gió tóc đang nói gì. Lắng nghe rừng tươi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng ngắt mơ màng. Dường như ai đã lang thầm qua đây, dịu dàng tóc mai. Ngày tháng vẫn chờ, dù có những giờ, không khi vẫn nghe trong lòng chan chứa. Ngày mới đến rồi, bạn hãy đón chờ. Bao nhiêu ước mơ không còn là. Cho bao người chờ
người lên đau. Cùng chia xa vui buồn trong ngàn ngàn tình ca. Một tình yêu say mê. Cùng người luôn tươi sáng. Cùng nhau hát lên cho bao người trên thế gian. Cùng nhau nắm đôi tay bên nhau hòa trong tiếng ca. Một tình yêu say mê. Gió em đêm dịu dàng từ nụ hoa nở trong bình minh, mềm thật mềm và suôn sóng xanh trong chiều mai dưới bầu trời xanh đang say cùng gió với người. Xin trân trọng chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng nhí. Và tôi là Hoàng Nhật Nam, người dẫn chương trình đêm nay. Wow. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với một liên khúc mở màn, một ngày mới tóc hát vô cùng sôi động. Và chắc là tôi cũng sẽ xin được giới thiệu với phần trình diễn của ca sĩ Phú Luân, ca sĩ giám khảo Đoan Trang, ca sĩ Minh Xu. Như chúng ta đã biết là ca sĩ Phú Luân cũng là cố vấn về thanh nhạc cho tất cả các thí sinh. Thì không biết là ý tưởng gì để hôm nay Phú Luân chọn cái tiết mục rất là dễ thương này. Đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Nam, chị Trang. Hello Minh Xu, một người bạn rất là thân cùng toàn thể các bạn quý khán giả đang ở đây ạ. Khi mà em cố vấn thanh nhạc cho tất cả các thí sinh đó, em dưới em ngứa nghề ghê gớm luôn. Bởi vậy đó, khi mà lên trên sân khấu nè, lúc đó là coi như là chị Trang với lại Minh Xù là có bàn nhau là hay là mình hát một tiết mục nào đó đi. Thế là em bay ra em nói liền, chị ơi cho em hát chung với. Trời ơi, em máu quá rồi mà giờ em cứ ngồi dưới em nghe không à. Cho nên đó chính là lý do tại sao mà hôm nay Luân có thể đứng ở trên đây. Vì là Phú Luân cùng với giám đốc âm nhạc Phạm Hồng Biển rất là đau đầu để suy nghĩ ra những cái ý tưởng và bài hát cho các bé. Cho nên là hôm nay chúng ta thấy là người ta là bạc tóc, còn Phú Luân là xanh tóc luôn. Tiếp theo thì tôi xin được đứng gần nữ giám khảo rất là xinh đẹp Đoan Trang. Đoan Trang có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc khi thể hiện lại tóc hát ngày hôm nay. Trang cảm thấy rất là vui bởi vì mình có được một cái bài hát mà mọi người cùng vui với nhau như thế. Và phải nói là cảm ơn Minh Xù với lại Phú Luân. Cảm ơn cái ý tưởng của Phú Luân và Phạm Hồng Biển để có một cái tiết mục mà trong đêm chung kết mấy anh chị em mình có thể hòa giọng với nhau như thế này. Cảm ơn các em nhiều lắm. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Dạ chắc chắn rồi, sau khi phỏng vấn xong thì sẽ tới em. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên của thí sinh. Nam, em còn ở đây mà không phỏng vấn em cái. Trời, lâu lâu mới được lên truyền hình để em hát bài đó. Thật ra là tôi cũng không muốn phỏng vấn Minh Xù đâu. Không muốn phỏng vấn Minh Xù đâu. Bởi vì hôm nay tự nhiên lại bắt anh ra anh làm cái vai trò này mà không có hợp chút nào luôn á. Thôi bây giờ giả bộ anh hỏi em câu như anh em hỏi nhau cái coi. Cảm xúc của em ngày hôm nay khi lấn sân, không trở lại. Trở lại. Bởi vì trước khi Minh Xù là người dẫn chương trình thì anh ấy là một ca sĩ. Nó bồi hồi lắm anh. Mình làm MC quá nhiều thời gian, mình không có cơ hội được lên sân khấu lại á. Thì có cơ hội tại chương trình này, cặp đôi vàng nhí và công ty Sen Vàng, thì Minh Xù mới được hát với chị Trang, mới được hát với Phú Luân. Hy vọng rằng mọi người vẫn sẽ luôn luôn yêu thương một chàng ca sĩ hồi xưa là Minh Xù với một ngày mới được không à? Yeah, thank you. Và Xù ơi, một câu hỏi nữa. Ôi hỏi nữa, dạ, sướng quá. Em có định trở lại với vai trò MC đêm nay không? Dạ có chứ anh. Dạ, một tràng hô tay cho giám khảo Hoàng Nhật Nam. Minh Xù đã quay trở lại với vai trò làm MC của mình rồi và hy vọng rằng giám khảo Đoan Trang, giám khảo Hoàng Nhật Nam sẽ có được những giây phút vô cùng tuyệt vời. Nhưng ngay bây giờ hãy dành một tràng hô tay thật lớn cho ca sĩ Phú Luân, cũng là người luôn luôn đồng hành với các con trong chương trình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Quý vị thân mến, chung kết mà có hai giám khảo thì nó buồn, cho nên không thể bỏ sót vị trí còn lại. Xin được giới thiệu một nữ ca sĩ luôn luôn mang lại nhiều cảm xúc thông qua giọng ca của mình, ca sĩ Phương Vy. Wow. Lần đầu tiên thì Phương Vy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ở trường quay. Chào anh Nam, chào chị Trang, chào Minh Xù và chào tất cả quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nha. Một cái hô tay cho ba giám khảo của đêm chung kết cặp đôi vàng nhí. Xin mời.
Hồ Biên. Dạ vâng. Quý vị thân mến, Minh Sù đã quay trở lại với tất cả mọi người trong đêm chung kết của cặp đôi vàng nhí. Chung kết rất là quan trọng cho nên em cũng chịu khó em đem hai bộ đồ. Dạ, một bộ đồ em hát mà một bộ đồ thì em sẽ làm MC. Ở hàng ghế ban giám khảo của chúng tôi cũng có một nhân vật đã hô biến với một bộ đồ mới hoàn toàn. Đó chính là giám khảo Đoan Trang. Wow, nền nã. Bây giờ em nghĩ là một lời chúc rất là quan trọng đến với tất cả các con. Xin mời giám khảo Phương Vi trước ạ. Thế căng còn hơn thí sinh. Ủa sao vậy? Tại vì thiệt ra mà nói thì hát đơn ca thì mình nghĩ nó dễ hơn rất là nhiều. Để mà bè bối đồ này nọ nó ăn khớp với nhau thì chắc hẳn là không biết các em có đủ thời gian để tập hay không, cho nên là Vi đang rung giùm các em này. Nhưng mà rất là hy vọng là ngày hôm nay Vi sẽ được chứng kiến những phần trình diễn thật là đặc sắc và tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Phương Vi, chị Trang với lại anh Hoàng Nhật Nam thì đã đồng hành với các con từ đầu cho tới bây giờ. Đêm nay là đêm cuối cùng. Không biết là khảo Hoàng Nhật Nam mà hôm nay anh có đôi điều chia sẻ gì với các con hay không ạ? Hôm nay thì các cô chú ngồi đây chọn những cái trang phục màu hồng rất là dễ thương, như là một cái lời động viên đến các con. Chúc cho các con sẽ tạo nên những cái giấc mơ hồng trên cái sân khấu đêm nay và tạo nên những cái kỷ niệm thật là đẹp. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Và quý vị thân mến, đêm nay là đêm thi chung kết dành cho 4 cặp đôi xuất sắc nhất. Mỗi cặp đôi sẽ có 2 tiết mục cho mình. Sau khi trải qua 8 tiết mục, cặp đôi nào có tổng số điểm cao nhất sẽ là giải vàng của cuộc thi, sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là 150 triệu đồng, một giải bạc trị giá 75 triệu đồng và 2 giải đồng mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. Chúc cho tất cả các con sẽ tự tin trong vòng chung kết của cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Tiết mục đầu tiên với hai cô gái rất là đáng yêu, Phương Nhi và Cát Viên. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Love.
Cảm ơn hai tụi con đã mang lại hai ca khúc rất là hay, nói về những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay tụi con cũng rất là xinh nữa. Lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay, chắc là phải mời giám khảo Phương Vi trước. Bài hát rất ư là khó, cái thể loại dân gian đương đại, và cái quãng thì nó rất là rộng, và cái những cái đảo nhịp phải nói là bản thân Vi hát còn khó nữa. Hai con có chút xíu hát quá trời quá đất luôn, làm cho cô nổi da gà hết trơn trọi. Phải cảm ơn ban tổ chức chương trình rất là nhiều, tại vì tất cả những cái sự dàn dựng đó nó làm cho cái phần trình diễn phải nói là nó có cảm giác rất là đã. Chúc mừng hai con một cái phần trình diễn phải nói là tuyệt vời. Dạ, dạ, cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn Phương Vi, còn bất ngờ nhiều nữa nha, chuẩn bị tâm lý ha. Xin được mời cô Đoan Trang. Hai giọng nữ rất là mềm mượt nhưng mà vô cùng nội lực, đẩy mấy cái nốt lên cao rất là tốt. Và hôm nay còn có những cái đoạn lên tông của cái bài Chiếc Khăn Piêu hút sâu nữa. Tụi con đẩy rất là tốt, phải nói là tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Đừng quên ủng hộ tinh thần bằng một tràng hỗ trợ thật lớn cho Phương Nhi và các viên. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một bộ đôi mà cặp đôi này luôn luôn mong muốn mang lại những giá trị về nghệ thuật cho âm nhạc cực kỳ cao thông qua từng tuần thi. Và đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Ngùi bay.
rồi đi tiến bình ngoài ngàn. Người đi ngoài vân lý qua gian, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê tôi tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương vừa thương tiếc nơi nhìn chung. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành tương đỡ âm cơ. Phù trong lúc gió mưa, bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Tròn trăng lại nhớ đến tình xưa, khi tướng quân qua đồi kéo quân quân theo cờ. Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành những đoàn cổ thụ xa. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng, lấy cây hương thật quý danh tướng dưới ta uy đem nhịp đi vào ngựa phi.
duyên nơi núi rừng, giữa nơi núi rừng, bên nợ tình thương, bên nợ tình thương, bên nợ gian xương, bên đồi ai ơn, bên rừng đã đón đón đưa bông trà. Đường về nước chập trùng xa, nhiều đồi núi treo leo, cây bắt rừng rơm ra. Đường Vạn Xuyên, đường Cổ Lũy, duyên núi sông vẫn như thăm nhỏ. Nhớ cô hương sao xuyên đất lòng màu rừng trơn, vết bước đi trên phim đã mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống bao mối thương vang dậy trong lòng. Vui ra đi rồi không ước hẹn mây về, ai quên ghi vào gắn đã bao huyền thề. Tìm trên trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bóng con đứng đợi trông về, bao nhiêu phen thời gian xót phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xa, người mong chồng con đưa muôn nơi hồn vong phương. Quá nhiều tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này, và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con. Mình làm một cái gì đó khác biệt thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người. Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con. Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con? Nó phải có tiếng trống, nó phải có nguyên một cái dàn hợp xướng, nó phải có tất cả những cái gì đó nó hỗ trợ. Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi, cho nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng. Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh con đang vỡ giọng, cho nên giọng của con không có lợi thế ở những nốt cao. Thì với bài này á, các chú cũng đã lách cho con tránh những cái tông quá cao. Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á, thì bài nó bị trì quá. Còn với Quỳnh Anh thì cái những cái phần hát của con ngày hôm nay thì lại rất là thành công. Con hát những cái trữ tình nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào, có những cái âm hưởng nó rất là ngọt, và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp. Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi. Cảm ơn cô. Và tiếp nối xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú, những giọng ca rất là kỳ cựu thể hiện, và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này. Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn dành cho Quỳnh Anh, bởi vì cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng. Chú nghe chú có cảm giác giống y như là chú có thể tưởng tượng được là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương, và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ, nghe rất là thương cảm. Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã trưởng thành hơn những cái vòng thi trước, và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng. Hai con đã dám bạo gan trình diễn tiết mục này để thổi hồn cái tình yêu dân tộc, tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình đến với khán giả khắp nơi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đó, chú Nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát, cho nên tụi con phải tự tin. Một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và cả Quỳnh Anh nữa. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hai cậu bé rất là ngọt ngào với giọng ca trữ tình của mình, Tấn Bảo và Thái Hà. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. Những hàng tre tâm hồn tôi là một buổi trưa tỏa nắng xuống dòng sông lập mi loang
phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua chớp bể mưa nguồn. Nhớ chàng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một xu bánh đa vương. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi, lúc gặt rồi con để lại rơm thơm. Bầy tre thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Chưa đi mô rồi cùng nhớ về tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Y La, nhớ biển rộng mà quê ta. Ơ, những cánh đồng y muối trắng, tình sâu với nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đồng băng mà gió ngàn bay về tìm âm vang sông Vô. Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về, chứ đường Đông Lộng, đường Khe Giao, rồi đường Hồng Lam đeo ngang linh cảm cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận. Giặc điên cuốn trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay ra khơi buông lưới mà nhìn chi mãi bóng vào mơ, nhìn bên cạn lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm cuốn rau đứng đợi cả cuộc đời vì ngày hôm nay. Lên trang sách mới, trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông, đắm hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới, lúa trên đồng lúa lại thêm bơ. Chín hôm tươi ta cũng tìm lấy chỉ vài dăm quả, qua đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ, yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xưa. Đất nào cần vì còn mưa rơi còn gió cuốn, công ta vun trồng thì mau đất lại thêm tươi. Tình mẹ ấm yêu, ôi thương biết bao.
Trời, đứng kế bên em mới thấy dễ giấu chân chim. Trời ơi, sao hóa trang già vậy tụi con? Dạ, chào hai chú à. Dạ, chắc chú nhỏ nói trước. Sao hôm nay già dữ? Dạ, tụi con hóa trang như thế này là bởi vì hai cụ già về thăm quê hương mình ạ. Ồ, thế cụ đi đâu mà cụ về quê ấy nhỉ? Dạ, thì cụ về quê thôi ạ. Ừ, cụ về quê thôi. À, bây giờ là cụ bé là không nói được, tôi mời cụ lớn vậy. Thế cảm xúc của cụ như thế nào khi quay về Hà Tĩnh ạ? Dạ, cụ thấy mới. Mới? Mới điều gì ạ cụ ạ? À, mới là mới đi cho nên con thấy mới. Mới đi thấy mọi thứ nó mới. Dạ vậy thôi, đơn giản. Mời chú Hòa Nhật Nam tiếp nối cảm xúc của mình với tiết mục này luôn ạ. Hai con hôm nay không phải trong vai hai ông già đâu. Chú nghĩ hai đứa con giống như hai quý ông á. Và hai cái giọng hát này, gọi là đây là những cái chất màu vẽ để mà vẽ nên những khung cảnh gọi là sơn thủy hữu tình. Tự thân các con với cái tình cảm và với giọng hát đó thì tụi con đã vẽ nên những cái bức tranh mà chú nghe rất là giàu dạc. Hai con thật sự là chững chạc và có được cái bản lĩnh sân khấu rất rất là nhiều. Còn cô Phương Vi thì sao ạ? Một cái tiết mục phải nói là quá đẹp. Từ cả trong cái hình ảnh, âm thanh và cả trong cái tâm hồn, cái tình cảm mà tụi con gửi gắm ở trong đó. Quá tuyệt vời. Ủng hộ cho hai cậu bé Tấn Bảo và Thái Hà. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện cổ tích rất là quen thuộc đến với tất cả các bạn nhỏ. Câu chuyện Tấm Cám. Những ngày hôm nay, Tấm Cám 2020 sẽ như thế nào? Trên sân khấu của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hai bạn rất là dễ thương và đáng yêu. Xin được giới thiệu Văn Minh và Ngọc Dầu. Xin mời. Bỗng dưng mình muốn hát một bài quá. Đây khi tôi nghe giai điệu nhẹ vang đâu đây, tay chân đung đưa theo từng nhịp đập mê say nhẹ bay, hồn ta chưa thêm vang ngát ngây. Everybody clap your hands, yo. Để khi ta nghe giai điệu nhẹ vang đâu đây, tay chân đung đưa theo từng nhịp đập mê say nhẹ bay, hồn ta trôi thơm và ngất ngây. Cứ thế cảm xúc tôi từng ngày vẫn chưa vơi, chưa vơi. Mỗi lần á, tôi đọc hết tên của tụi này ra là tôi đói bụng quá. Tụi bay nha, tụi bay mà đứng trước cửa nhà tao đàn đớm ca hát ôm sờ một lần nữa là tụi bay biết bay tao nghe không? Vậy ta? Trời! Mấy bạn, mấy bạn. Con Tâm, con Tâm, lại đây. Dạ mẹ. Sáng giờ mày đã làm việc nhà hết chưa mà đi ca hát ôm sòm vậy hả Tám? Dạ con làm xong hết rồi. Nâu, kể tao nghe coi. Dạ, để con kể cho mẹ nghe nha. Nghe dễ, nghe dễ, nghe dễ. Cô Tám dậy sớm lắm lắm, quét nhà thổi cơm
mày nói mà tao mắc mệt vậy à. Lát nữa nha, lát nữa mà tao đi kiểm tra thiếu một cái nào là mày biết tại tao nghe không? Dạ. Cám, Cám ơi. Dạ. Đây mẹ biểu nè. Nè, bây giờ mày với lại con Cám đi lấy cái rọ ra ngoài đồng bắt tôm bắt cá để tối có cái mà ăn nghe không? Dạ. Các bạn ơi, cùng đi theo mình cho vui nha. Ok. Bỗng nhiên có giai điệu hay ghê ha. Ê, giữ dòng chạy đi. Sẽ có ngày tâm thân này tìm ra thật về nơi ấm mềm. Xin con gia đình vô tâm không thương, thương cho cái thân phận nơi vô tâm. Vui chơi xa lạ, rộng che la cả, không có tâm ai trời ơi con cá lửa tắm lấy hết cá tôm. Một mình cá mắc con chim công về nhà. Tâm mới chưa lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Gặp mày là mày cứ ca với hát hoài vậy hả Tám? Đây tao kiểm tra coi. Dạ mẹ. Mẹ ơi, coi của con trước nè. Ừ. Chú cha. Trời ơi, nhiều cáo quá à. Con đúng là con cưng của mẹ mà. Mẹ, hôn con nè. Giữ mẹ nha. Dạ. Còn con Tám, dạ. Đây tao kiểm tra coi. Dạ này, của con đây mẹ. Nãy giờ mày ra đồng làm gì hả Tám? Dạ con bắt cá nha, con bắt siêu lắm. Rồi cá mày đâu? Con này. Nãy giờ mày ra đồng mày không bắt tôm cũng không bắt cá, vậy mày ra đồng làm gì vậy hả Tám? Trời ơi, mẹ ơi, nó ra đồng không chịu bắt cá đâu. Nó ra đồng nhanh, nó hát, xong nó nhảy, nó còn nằm ngủ nữa đó. Mày nha, mày quá đáng lắm mày nha. Mày, mẹ. Để con. Con đợi ngày này á hả? Lâu lắm rồi. Mày ha, đã đồng mà không chịu bắt cá, mày đứng đó cứ hát nè. Đánh cho hết hát luôn. Đánh cho hết hát luôn. Mẹ ơi, mình đi về thôi. Đi con. Ủa kỳ vậy ta. Mình nhớ bắt nhiều lắm mà. Đâu có bị lủng đâu. Ngày xưa sai là xưa, ở một nơi đông quê bát ngát. Nhà kỳ có hai chị em, nên đưa cha đặt bạc tắm cá. Từ thuở ông thơ, ông đã mơ về ơi ông ấy.
chồng gì đâu. Ông là một hả? Ừ. Thôi, gì thay đổi tâm trầm tắt chút rồi. Gạch áo. Rồi, kể đi. Kể. Kể. Nết. Không kể sao biết. Kể. Dạ. Là hồi nãy á, mẹ con á, kêu con với em cá mà động bắt cá. Ừ, rồi sao nữa? Con xiên lắm. Con xiên. Con bắt 50 con cá chép, 50 con cá chê, 60 con tôm. Chống rợ mà đâu bớt được ông ơi. 50 con cá chép. Dạ. 50 con cá chê. Dạ đúng rồi, không sai. 60 con tôm. Dạ cũng không sai. Trong cái rổ này hả? Dạ. Cái chua choa giống túi thần kỳ Doraemon quá chứ dạ. Hả? Thôi được rồi, ta đã biết ai là hung thủ. Chính là cô Đoan Trang. Hả? Cô Đoan Trang lấy cá của con. Cô trả không đi con. Mẹ con trả nó mãi giờ luôn. Ê, về. Không phải. Ông kỳ quá à. Ủa? Vậy không lẽ người kế bên là chú Hoàng Nhật Nam? Chú trả con mẹ con la. Chú. Không có. Không rồi. Không phải, về. Ông ngay hơn con á. Ủa vậy rốt cuộc hung thủ là ai? Chính là con cam. Là con cam. Chính nó đó. Ông giúp con đi ông ơi. Bởi vậy ta biết con khổ, ta mới hiện ra đây để nghe con kể lể. Giờ ta nghe xong rồi, ta đi đây. Gì nữa? Mấy bạn con kể á. Một xuất hiện ra mà không giúp đỡ, không phải là một. Cái đó bạn con cãi thôi, còn ta mới lên trước. Vậy ông có phép. Rồi, thông minh rồi đó. Ông không giúp được con. Ừ. Mẹ ơi, nhà mình có khách con tuyển nha mẹ. Đây. Thôi được rồi, phép thì ta không có nhiều, nhưng lời khuyên thì ta có thừa. Ta sẽ cho con một lời khuyên chân thành nhất. Mưu dịch. Tâm mới trở lại, hạnh phúc sẽ đến với người thân thà. Yeah! Let's go. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ba giám khảo thân mến, dường như đây là tiết mục kết của chương trình quá đẹp đúng không? Quay quá trời gọi luôn, có Cẩm Tú nè. Dạ đúng. Ngọc rồi Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nữa. Trời ơi, Ngọc Nhi hôm nay đạt quá. Thật sự luôn, đóng vai mẹ cáo xuất sắc. Vỗ tay cho hai thành viên đã quay trở lại hỗ trợ cho Văn Minh Ngọc Dầu, Thảo Nhi và Trâm Anh. Thêm chàng trai Anh Đức ở bên kia nữa ạ. Quá trời đông các bạn nhỏ, Vũ Đoàn, Rồng Con. Đặc biệt, linh hồn của tiết mục này sẽ được giới thiệu KL Band. Và cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn bất đắc dĩ dành ban giám khảo của tụi em. Mời ban giám khảo về dưới ha. Chúng ta sẽ ổn định tinh thần của mình tí xíu. Bộ đôi này thì luôn luôn mang lại nhiều sự hấp dẫn cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả. Ngày hôm nay Phương Vi cũng không ngoại lệ đúng không ạ?
thể nào ngoại lệ được. Nguyên một cái combo, là nguyên cái package rất là phải nói là quá là xuất sắc. Chúc mừng hai em. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cô Trang với chú Nam ngồi dưới này là bực bội lắm, vì là cứ bị hai đứa nó đem ra làm trò đùa. Rồi nó hết. Mình lấy cá. Nó rồi đúng rồi rồi xỉa sói cái này cái kia. Mặc dù mặc đồ rộng nhưng mà không có ăn cắp cá. Trừ điểm. Không con. Con không, đừng có chỉ giận à mà. Nhây ơi là nhây luôn á. Cô rất là nể tụi con, bởi vì tụi con phải cực khổ tập kịch rồi nhớ thoại đồ này kia ha. Khán giả có thấy vui không? Một cái tiếng rất là tài năng. Chúc mừng hai đứa con. Dạ con cảm ơn cô. Đó xong kiếm hợp bích. Mời chú Nam ạ. Cái không khí của tiết mục đem lại là rất là tươi vui. Và chú thích cái phần âm nhạc nữa, là cái phần mà hát cái bài Bóng bóng bang bang, nhưng mà một dạng biến thể khác. Đúng rồi, tự sự rất là hơn. Thông minh qua điệu thứ đó. Làm cho nó nghe qua một cái cảm giác khác. Cảm giác khác. Một cái lời tự sự. Chú nghĩ rằng là hai con đã chọn một cái tiết mục đúng đắn. Có nghĩa rằng là đã phô diễn được cái hồn nhiên tươi vui và rất là tinh nghịch của hai con, đóng dấu cái chữ ký của hai con. Dạ con cảm ơn chú. Trong không khí rộn ràng để chào đón một mùa xuân mới cận kề, các cặp đôi nhí sẽ mang đến những ca khúc đậm sắc xuân để chia tay với năm Kỷ Hợi nhiều kỷ niệm, sôi động. Tươi mới. Sao thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Trong sáng đáng yêu giống như hai cô tiên nhỏ mang cả một bầu trời xuân tới cho cô chú, nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc. Xuân này là của con, của những ai sống xa nhà. Xuân chỉ là giấc mơ được về nhà thôi. Tết với gia đình là một cái nỗi đau không phải ai cũng được xâm vầy. Thời khắc giao thừa diễn xong rồi đi trên đường về thì mình mới gọi về nhà chúc Tết ba mẹ, thì ba mẹ không. Đã về một ngày
hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui phá hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Cảm ơn các bạn nhỏ, các con đã có một cái phần trình diễn mở màn rất là hay đáng yêu, đúng không quý vị? Trong không khí này, bên cạnh các con màu sắc rực rỡ thì ban giám khảo ngày hôm nay cũng rất là lung linh. Một tràng pháo tay cho ban giám khảo ngày hôm nay. Thế cho chú Minh Xuân hỏi đây, ai dẫn đầu cái vụ mà hát hò rồi mở màn cái bài ngày Tết quê em này, giơ tay cái coi. Trời đất ơi, ủa có cô Đăng Trang với lại cô Tú My rồi em chú Minh Xuân. Em giơ theo, em giơ theo, em thấy ai cũng giơ hết. Vậy là coi như là mọi người vui quá, các em vui theo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chú Minh Xuân nghĩ là để rộn rã hơn và các con sẽ có thêm tinh thần để chuẩn bị cho những tiết mục của mình đêm nay. Thì bây giờ mình đồng thanh cái chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả được không ạ? 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chắc là phải hỏi chú Hòa Nhật Nam một tí xíu ạ. Quay trở lại với một tập tiếp theo trong không khí mùa xuân nữa chú. 27 Tết rồi, chú thấy như nào ạ? Hết sức là rộn ràng. Chắc chắn là tất cả những người dân Việt Nam đều sẽ mong chờ một cái thời khắc rất là thiêng liêng. Đó là ngày Tết Nguyên Đán. Ai cũng sẽ nhớ về quê hương của mình. Đó là lý do mà tất cả các giám khảo hòa cùng với các bé trong một cái không gian ngập tràn sắc xuân ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Nào, vô trong đi, chuẩn bị cho những tiết mục tối đêm nay. Một tràng hô tay cho các con. Trời đất ơi, thấy không? Vui nhà, vui cửa, dễ sợ. Mà vui hơn hết là nay Tố My quay trở lại với chương trình nữa. Cơn gió nào đã mang em quay về với chương trình vậy em? Gió mùa xuân tới, cánh hồng tươi thơm trong nắng vàng. Trời đất ơi, gió mùa xuân cơn mang gió về mùa đúng xuân không? Đã mang em đến đây và một lần nữa vô cùng là háo hức và chờ đợi. Tú My có theo dõi các bạn quá giỏi luôn. Qua từng tập các bạn phải nói rằng lột xác và ngày càng chững chạc. Hôm nay rất là nôn nóng. Chắc chắn sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Cô Đăng Trang ngày hôm nay chắc là đại diện cho cành mai hả cô hả? Rất là rực rỡ trong sắc vàng, cảm xúc của cô như thế nào cô? Mỗi lần Tết tới là Trang thực sự thấy rất là bồi hồi. Không có cái ngày nào thiêng liêng hơn ngày Tết hết. Ngày Tết là ngày sum vầy, ngày đoàn viên. Nhất là khi mình lớn lên là mình đi làm tất bật. Ba mẹ rất là trông cái ngày Tết để được gặp các con, cả nhà cùng sum vầy bên cạnh nhau. Cho nên đối với bản thân Đăng Trang, ngày Tết vô cùng là ý nghĩa. Và vẫn được ba mẹ lì xì, vẫn được ôm ấp ba mẹ cùng với bốn anh chị em của Trang trong cái ngôi nhà tại Long Khánh. Wow, chị Trang thân mến, không biết là nhà của chị Trang thì như là khách đến cũng được lì xì đúng không chị? Nhắn cho em cái địa chỉ để Tết Nam kéo gia đình em tới ạ. Chắc chắn là ba mẹ chị sẽ lì xì cho các em, đừng có lo. Nhưng mà nhà chị có cháu nè, có son nè, xíu chị, xíu em. Thôi, mình cũng bận đúng không em? Bộ quá. Mình gửi lời chúc cho nhau được rồi. Tới chắc chắn sẽ bị lỗ thôi. Thế bây giờ là em nghĩ là mình nên có một cái gì đó nó vui vẻ ngày xuân đi. 27 Tết thì là cũng cận Tết rồi. Sẽ có nhiều công việc mình phải chuẩn bị nhà cửa trang hoàng mọi thứ ha. Nhưng mà bên cạnh đó cũng không quên những lời chúc Tết. Thế bây giờ mình làm thơ nhé. Em sẽ mở hàng trước. Mừng xuân canh tí, chúc mọi người sẽ luôn luôn hoan hỷ. Em vui chơi không cần suy nghĩ đó. Trời ơi, tiền vô bạc tỷ, tiền ra
rỉ rỉ. Và chúc mọi người sẽ được vạn sự như ý. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và với những tà áo dài Việt Nam của chúng ta sẽ giúp cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Và bây giờ ba chiếc ghế nóng đang chờ đợi ban giám khảo, xin mời. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang một năm mới. Và mình dự tin là hiện tại thì tất cả quý vị khán giả cũng rất là tất bật với những công việc cuối năm, dọn dẹp, lau chùi và đặc biệt hơn là chuẩn bị những món ăn rất là ngon lành cho dịp Tết. Không biết ban giám khảo của chúng ta có những cái kế hoạch và dự định như thế nào trong những ngày cuối năm rồi? Cứ theo thông lệ, gia đình của Hoàng Nhạc Nam là luôn luôn truyền thống, rất là chăm chút đến đặc biệt là cái ban thờ tổ tiên. Bởi vì là cái ngày Tết là ngày mà ông bà, những người đã khuất sẽ về để cùng ăn Tết với con cháu trong những cái thời khắc thiêng liêng đó. Và hoa mai đào thì rất là nhiều ở nhà luôn. Không biết là nhà cô Trang với là cô My thì có thích chưng hoa hay không? Dạ cũng giống như vậy. Tại vì ngày Tết là cái dịp mà để cho mỗi nhà đều tự khoe sắc. Trong miền Nam thì thường mình sử dụng cái hoa mai, mai vàng. Yeah. Nó rất là hân hoan. Nó háo hức mình đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Không có một cái ngày nào mà nó thiêng liêng bằng cái ngày Tết hết. Mà nhìn thấy ba mẹ rất là cực nha. Cắt từng cái củ kiệu á. Ba mẹ Trang làm củ kiệu ngon lắm. Wow. Mà ngồi cắt muốn gãy lưng luôn. Nhưng mà thấy các con ăn ngon lành, ba mẹ đứng một bên nhìn mà cười. Thấy thương gì đâu. Bên cạnh củ kiệu thì không biết nhà Tommy có chuẩn bị món ăn gì đặc trưng của vùng miền ngoài Đà Nẵng không? Mỗi Tết thì mỗi nhà không thể thiếu một cái hũ vậy nè. Và trong cái hũ đó là có thịt heo ngâm với mắm. Wow, yeah. Thịt heo muối đúng không? Dạ, anh cũng dạ, đúng có. Rồi. Anh Nam là cái người mà hiểu nhất cái món ăn đặc sản của quê mình, phải không anh? Không, nhưng mà Tết này là nhà anh không làm món đó, anh coi nhà Tú My nha. Dạ, dạ sẵn cho chị ké với cái món đó là món miền Trung hả? Dạ, em làm món đó hơi bị xuất sắc rồi nha. Chị Trang, cái món này thật sự ra thì rất là ngon luôn á. Nhà em cũng đã chị? Từng cú bánh tráng nha, xong á. À, okay. Lúc mà chị ngâm như vậy rồi, nó keo cái thịt lại, xong rồi nó giòn giòn, nó thấm vô. Đúng, trời ơi, cắt ra xong chấm nước mắm chua ngọt đó. Nhưng mà mẹ chị thì làm lỗ tai heo ngâm giấm cũng rất là ngon. Còn miền Bắc thì có thịt đông. Thịt đông. Đúng rồi, mà phải có thịt kho hộp vịt nha. Không thể thiếu. Hoặc là khổ qua đúng không? Đúng, canh rồi, khổ qua dùng thịt. Rồi dưa muối, rồi củ kiệu, rồi hành ngâm, rồi dưa giá. Trời ơi, tôm, ôi ơi. Chúng tôi xin dừng chương trình truyền hình một tí xíu để chúng tôi sẽ chuẩn bị món ăn. Thế thì những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất đối với các nghệ sĩ tụi mình hay không ạ? Năm nào cũng vậy. Trang đón Tết ở Long Khánh. Tự nhiên nói tới đó là cảm thấy nó rất là xúc động nha. Tết nào cũng ở bên cạnh ba mẹ hết. Đúng năm nào cũng y chang. Giao thừa là hát. Hát xong cái khoảnh khắc giao thừa là đâu ở đâu còn trên xe. Trên đường về. Rồi gọi nhau cho ba mẹ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Rồi ba mẹ ở nhà chờ. Chờ để Trang về lạy ông bà. Tổ tiên. Đó là nhà đi chùa. Đi chùa về là ăn cháo gà. Wow. Rồi sáng hôm sau ngủ dậy thật là sớm, chuẩn bị áo dài lì xì cho nhau. Rồi đi vô trong cái vườn nhà đó để mà thắp nhang cho ông bà. Năm nào cũng y chang như vậy. Mà năm nào cũng thấy như là mới, như là chưa bao giờ có. 7-8 năm nay từ sau khi Trang lấy chồng, ông người Tây nhưng mà ông nôn nao tới cái giây phút giao thừa. Ông cũng chuẩn bị áo quần thật là chỉnh chu, rồi được ba mẹ lì xì cho ảnh. Wow, tuyệt vời. Còn Tú My thì sao? My cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị rằng là cách đây khoảng 2 năm có một cái Tết, My quyết định rằng là ăn Tết xa quê, giao thừa thì đi hát. Đến bây giờ My vẫn còn rất là hối hận và thấy có lỗi với ba mẹ rất là nhiều. Cả một năm mình đi làm rồi thì có một cái Tết bỗng dưng mình lại ăn Tết xa ba mẹ. Không những một mình My mà có em gái là Tony nữa cũng ăn Tết xa quê năm đó luôn. Và khi mà thời khắc giao thừa My điện về nhà đó, lúc đó diễn xong rồi đi trên đường về thì mình mới gọi về nhà chúc Tết ba mẹ, thì ba mẹ khóc. Dạ. Khóc nhiều lắm. Dạ, thì lúc đó mình mới tỉnh ra và thấy trời ơi tại sao mà có lỗi quá vậy nè. Và từ đó đến đây, đến năm nay thì My quyết định rằng không có năm nào My nhận show nữa. Và chắc chắn Tết là My dành thời gian hoàn toàn cho gia đình. Quá tuyệt vời. Khi mà chúng ta dần lớn hơn á, thì riêng Nam mới cảm nhận rằng á, là không có gì mà nó quý hơn cái tuổi thơ. Nếu mà những em nào mà sống trong tình thương của gia đình thì lại càng cảm nhận cái điều đó càng quý hơn. Cho nên là chú Hoàng Nhật Nam rất là mong các cháu trong chương trình cũng như là các cháu đang xem chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí sẽ luôn có một cái tuổi thơ đầy ắp những cái tình thương yêu
lớn lên trong cái tình yêu thương đó và sẽ luôn giữ những cái kỷ niệm đặc biệt là trong cái ngày Tết cổ truyền này. Một tràng pháo tay xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Còn chú Minh Sù thì không có điều gì cả. Chú Minh Sù có một cái thông tin dành cho các cặp đôi trong đêm thi tối nay. Đêm nay chúng ta không có loại. Yeah! Cho nên là các con phải tự tin, bởi vì là điểm số của đêm nay sẽ được cộng dồn vào điểm số của tập bán kết. Chúng ta sẽ tổng kết hai tập thi. Cặp đôi nào có điểm số thấp nhất thì chúng ta mới tạm dừng cuộc chơi mà thôi. Vẫn sẽ có một giải thưởng là tiết mục ấn tượng nhất tuần trị giá 5 triệu đồng dành cho cặp đôi nào đây. Đây chính là ẩn số. Còn ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi khởi động với cặp đôi đầu tiên rất là đáng yêu trong hai ca khúc Đón Xuân và Nắng Có Còn Xuân. Một tràng pháo tay cho hai cô gái Phương Nhi và Cát Viên.
Và đó chính là Phương Nhi và Cát Viên. Wow, dễ thương quá. Nhớ tới những cái thời gian mà cô Đoan Trang hát cái bài Nắng Còn Xuân. Em ghiền chị hát bài này hồi xưa. Và đặc biệt là cái bài Đón Xuân, tụi con làm cho không khí tưng bừng rộn rã, muốn đi chơi Tết ghê luôn vậy đó hà. Sao Tết năm nay có muốn nhiều tiền lì xì không? Nói nhỏ chú Bình Sườn nghe. Có đúng không? Dày dày hay là mỏng mỏng? Sao cũng được. Một bên sao không được, còn bên kia? Con sao? Sao có lộc là được rồi chú. Có lộc là được rồi chú. Ok, bây giờ mình phải gửi một lời chúc Tết chứ đúng không? Nào. Dạ, năm mới con xin chúc ban giám khảo cùng quý vị khán giả và chú Minh Sù có một mùa Tết thật là vui vẻ, ấm cúng và được đoàn viên bên gia đình ạ. Dạ, con Cát Viên thì nhân dịp năm mới con xin chúc ban giám khảo, quý vị khán giả và chú Minh Sù năm mới thật là bình an, hạnh phúc và thành đạt trong công việc ạ. Dễ thương. Còn chú Minh Sù chúc tụi con 10 điểm tối nay hết. Dạ, mời cô Đoan Trang sẽ có cái cảm nhận của riêng mình. Hai đứa con xứng đáng được lì xì điểm cao trong hôm nay. Mỗi ngày mình càng tiến bộ hơn, phát triển hơn trong cái cách biểu diễn của mình. Cô nhìn thấy tất cả mọi thứ đó ở tụi con. Và cô mong là hai đứa con luôn luôn ngoan ngoãn, luôn luôn trong sáng đáng yêu như cái hình ảnh của các con trong ngày hôm nay. Các con hát Nắng Có Còn Xuân rất là hay. Với Cát Viên, với Phương Nhi á, mà có hát một cái gì nó hơi âm hưởng dân gian trong đó là đúng cái máu của tụi con. Vừa mượt mà Phương Nhi đẩy mấy cái nốt cao lên rất là đẹp. Qua tới Đón Xuân mang lại cái không khí cũng vô cùng là hào hứng, rất là đáng yêu, dễ thương. Bè cái phần cuối tuyệt vời. Và cái bài này còn có nhảy quãng những cái nốt cao rồi xong rồi nhảy lại qua cái phần hát chính. Nói chung là rất tốt. Cô chúc mừng. Dạ, em cảm ơn cô. Mời cô My ạ. Chú Hoàng Nhật Nam thấy cái vườn đào này, thấy cô My là lên đó đứng rồi. Cảm ơn anh. Phải nói rằng là một cái phần mở màn rất là thành công. Hai đứa con mà kết hợp lại đó, nó giống như là hai cái mảnh ghép hoàn hảo. Trong cái tiết mục này, cô rất là thích cái phần mà bè của tụi con. Một cái người chuyên nghiệp chưa hẳn rằng là bè suôn sẻ được nếu mà tập không kỹ nha. Hai đứa con rất là giỏi. Ngồi ở đây mà ba cô chú wow, rất là bất ngờ về cái phần đó. Còn cái phần mà hát chính của tụi con á, có một cái sự hòa quyện và rất là ăn ý. Và phong cách biểu diễn thì rất là tự tin, dễ thương. Cảm ơn hai đứa con đã mang cả một bầu trời xuân tới cho cô chú cũng như tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn cô Tú My. Tới thời khắc của Hoàng Nhật Nam rồi ạ. Mời anh. Hai con Cát Viên và Phương Nhi hôm nay giống như hai cô tiên nhỏ mùa xuân. Hai con cũng khá là đa năng. Tập múa hay là tập diễn xuất hay là tập nhảy thì các con cũng làm rất là ra. Chỉ có một chút xíu là lúc chú thấy cái đoạn chuyển bài từ bài Nắng Có Còn Xuân sang Đón Xuân thì Phương Nhi quay sang. Thì Phương Nhi là đúng nhịp nhưng mà Cát Viên hơi trật nhịp một chút xíu, đúng không? Nhưng mà không sao, đoạn cuối thì hai chị em đã vào rất là khớp với nhau để có một cái đoạn ao rất là dễ thương. Chúc mừng hai con với cái tiết mục mở màn ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Tại vì đáng lẽ Phương Nhi dặn khúc đó hù nhẹ thôi, hê nhẹ thôi. Làm bé giật mình, chập nhịp. À, không sao tụi con, hôm nay tụi con đã có một cái cuộc mở màn rất là đáng yêu. Và một lần nữa một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và Cát Viên. Chúc mừng tụi con nha. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ra sân khấu cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Trong mùa xuân có rất là nhiều những hạnh phúc, những nụ cười được trao đi, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những mùa xuân không trọn vẹn. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi đến với câu chuyện này, Xuân Không Màu, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ với sự hiện diện của cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Xin mời. Từ đã lớn
cùng nấu bánh chưng vây quanh bếp hồng. Con Vân một mình nơi đây một mình. Mai đâu đừng khóc nơi trong mắt con chúng không mơ. Phố thì đèn kết hoa chẳng ai đâu bằng nhà ta. Xuân này chẳng có con, mẹ đừng khóc nhé mẹ của xin. Sẽ về một ngày giấc mơ của con đã chỉ là giấc mơ được về nhà thôi. Giấc này chẳng có con thì đừng trách đừng buồn ba nhé. Sẽ về một ngày giấc mơ trong bàn tay tụi con đã có một ca khúc thật sự rất là xúc động. Và Minh Xu thấy là ban giám khảo cũng đang rất là bồi hồi. Trước khi lắng nghe ý kiến của ban giám khảo thì Minh Xu cũng nhớ tới một cái câu chuyện, là có một cái dịp là trong giao thừa thì Minh Xu đi diễn dành cho tất cả những người lao động xa quê.
người ta không có đủ điều kiện để mua những cái tấm vé trở về quê để đón Tết cùng với gia đình của mình. Đêm hôm đó mọi người vui vẻ cùng với nhau nhưng cũng có những giọt nước mắt và những cái kỷ niệm được chia sẻ với nhau. Không biết là ngay lúc này thì cảm xúc của cô Tú My như thế nào ạ? Xin mời cô. Cảm ơn hai con. Ca khúc của hai con đã làm cho con rất là xúc động và dấy lên lại cái cảm xúc mà cách đây 2 năm như lúc nãy cô cũng có chia sẻ. Và cái lời hát của tụi con nó nói lên hết tất cả những cái cảm xúc của cô cái lúc đó. Và bây giờ nó lại gợi lại cho cô cái cảm giác như vậy. Cảm thấy thương hơn rất là nhiều những cái hoàn cảnh không được về quê ăn Tết, không được đoàn viên cùng gia đình. Và cũng rất là mong năm nay những cái hoàn cảnh như vậy sẽ không còn nhiều nữa. Ai ai cũng có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, đoàn viên. Và bây giờ nhận xét tới cái phần biểu diễn của hai con thì gói gọn trong hai chữ tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Đức Vĩnh, con bỏ nhỏ hay quá, phát âm chuẩn nè, cao độ chắc và cảm xúc nữa, cô rất là thích. Quỳnh Anh thì hôm nay con giọng khỏe khoắn kết hợp với bạn Đức Vĩnh có một cái sự hòa quyện chạm đến cảm giác của người nghe và nói một tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô Tú My. Không chỉ riêng cô Tú My mà giám khảo Hòa Nhật Nam cũng rất là bồi hồi để không biết là suy nghĩ hiện tại của anh đang như thế nào với cái tiết mục này ạ? Hình như cách đây 1-2 năm thì có dấy lên một cái sự bàn cãi về cái việc là có nên giữ cái ngày Tết cổ truyền hay không. Nhưng mà cũng một bộ phận rất là lớn, mà trong đó có chú nữa, thì chú cũng không đồng tình. Chú vẫn xin là vẫn giữ cái ngày Tết cổ truyền này. Bởi vì đối với chú thì nó mang một cái ý nghĩa về cái sự chiêm nghiệm nó rất là lớn. Trong mùa xuân á, nó không có chỉ có những cái niềm vui, chỉ có những cái sự tất bật, sum vầy hay đoàn viên đâu, mà còn đó là cái sự lo toan. Đối với những gia đình của những người mà túng thiếu á, mùa xuân á, rất là tội nghiệp. Tết này nhà mình sẽ sắm sửa gì đây, rồi phải chạy vậy hay như thế nào đó. Cái điều đó chú và gia đình cũng đã trải qua, cho nên là cảm thấy rất là thấm. Lúc nãy chú Minh Sù có nói đó, những cái người công nhân á, hoặc là những người nhân viên đi làm xa Nam Tiến hay là Bắc Tiến thì phải trở về quê của mình, nhưng mà không phải ai cũng đủ điều kiện. Năm đó lương hoặc thưởng không có được tốt, mà tiền tàu, tiền xe về lại quá sức tốn kém, thì thôi thà ở lại, mình có thể tiết kiệm được hơn cái đồng tiền đó cho năm sau để có thể phụ giúp được cho gia đình nhiều hơn. Đó là lý do mà không phải ai cũng được sum vầy và cũng được đoàn viên. Mà cái bài này chú rất là thích. Hai con đã kể cái câu chuyện của rất rất là nhiều người bằng hai cái giọng ca của hai cái đứa nhỏ, nhưng mà cái sự từng trải trong cái giọng hát của hai con rất rất là nhiều. Thấy buồn, thấy dịu vợi, thấy mình trong đó. Đức Vĩnh á, những cái câu mà bè của con á, chú rất là thích. Và con có những cái đoạn phiêu nó bay bổng và chú thấy là nó rất là tình cảm. Còn Quỳnh Anh hôm nay thì con cũng đã tiếp thu những cái góp ý của các cô chú, và những cái đoạn cao trào về sau con đã thể hiện được cái nội tâm cũng như là cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Cảm ơn hai con đã cho các cô chú cũng như là khán giả được một cái sự chiêm nghiệm trong mùa xuân. Không chỉ có riêng niềm vui mà còn đâu đó có những cái phần đời, có những cái tâm trạng mà chúng ta cần phải chia sẻ, và nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mình đang được đủ đầy. Cảm ơn hai con. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn đại diện Hòa Nhật Nam. Cô Đoan Trang cũng sẽ có rất là nhiều điều muốn nói. Xin mời cô ạ. Cái sự chọn bài cho Đức Vĩnh với Quỳnh Anh trong cái số này là cực kỳ hay, cực kỳ phù hợp. Tụi con thì lúc nào cũng hát rất là chắc chắn, rất là ổn định và vô cùng cảm xúc. Tụi con vẫn còn rất là nhỏ, tụi con cần phải biết nhiều hơn là mùa xuân thì như hồi nãy là mình chia sẻ những cái niềm vui, được lì xì, được xung vầy với ba mẹ, với gia đình. Nhưng mà đúng như cái bài hát tụi con vừa hát, đó là những cái điểm lặng, những cái mùa xuân nhưng không có màu, không có gia đình, có nghĩa là không có ý nghĩa gì hết. Có những người không may mắn, thì mình là những người may mắn. Mình được ở bên cạnh ba mẹ, được ở bên cạnh anh chị em, gia đình của mình. Mình được hưởng thụ những cái ngày Tết, thì mình phải biết trân trọng cái điều đó, tận hưởng từng cái giây phút bên cha mẹ, bên gia đình của mình. Còn những cái người ta ở xa, người ta không có cơ hội về, thì Tết đối với người ta là một giấc mơ. Còn với gia đình thì là một cái nỗi đau. Cô đã có những cái lần biểu diễn
ở xa nhà và cô gặp những cái người con xa xứ, nhất là ở Hàn Quốc và ở Nhật Bản. Bên đó là rất là nhiều người dân lao động tứ xứ ở đất nước Việt Nam của mình, nhất là các tỉnh. Họ gặp các cô chú đi qua bên đó diễn, ngay cả không phải ngày Tết nha, họ yêu thương bởi vì họ thấy một cái gì đó ở cái quê hương của mình, thương vô cùng. Và nhất là những cái khi mà cô đi diễn châu Âu, những cái ngày Tết là một cái sự đầm ấm, họ xem nghệ sĩ như gia đình bởi vì họ muốn được trải nghiệm cái khoảnh khắc đó với những người ở Việt Nam sang. Cho nên đó là những cái kỷ niệm vô cùng đẹp và những cái điều mà cô muốn các con chiêm nghiệm được hết để các con nhìn thấy rõ hơn, sâu sắc hơn trong cuộc sống của mình. Chúc mừng phần biểu diễn của hai đứa con. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Những chia sẻ của ban giám khảo cũng là những điều mà chúng tôi mong muốn truyền tải đến với tất cả quý vị khán giả trong dịp xuân về. Nếu như mà chúng ta biết đủ rồi thì chúng ta sẽ trân quý những giây phút đó. Chúng ta có dư tí xíu, chúng ta sẽ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Và chúng ta chưa đủ thì chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn để có một mùa xuân thật là sum vầy và hạnh phúc. Và ngày hôm nay tụi con là một mảng màu rất là tình cảm với cái tiết mục này. Một tràng pháo tay nữa cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Bên cạnh những tiết mục dự thi của các cặp đôi, chúng tôi còn có món quà đặc biệt của giám khảo khách mời. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Nắng mai còn long lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. Tim khát khao hạnh phúc bên gia đình, cùng trao phút giây nồng nàn. Forever, mãi mãi em như lời ru con mẹ. Khi con lớn, trong tim con mãi con giấc mơ dịu êm. Forever yêu thương đắm say ngọt ngào. Forever bên nhau hạnh phúc ngập giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương.
Quý vị thân mến, chủ đề trong tập thi đấu tuần này đó chính là Xuân đã về. Những ca khúc về mùa xuân rộn rã, nhiều cảm xúc được vang lên, nhưng chưa hết đâu ạ. Chúng ta còn tuần sau nữa sẽ quay trở lại để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả bởi những cặp đôi vàng nhí cực kỳ là dễ thương. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ quen thuộc của chương trình 21 giờ ngày thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn ngay bây giờ, Minh Dù xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Vậy là chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục đầu tiên với chủ đề Xuân đã về. Hãy chờ đón những tiết mục đầy sôi động trong tuần sau, được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 4 Tết Canh Tý trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.